Thời gian qua thì đã có hơn 50 tỉnh thành phố triển khai chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản để đưa hàng nông sản đến với các thị trường lớn. Thông tin từ vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Như tại Quảng Ngãi, tỉnh này thì đang có chính sách ưu tiên để thu hút doanh nghiệp phát triển thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm ô cốp. Tại Quảng Ngãi, tỏi Lý Sơn là đặc sản ô cốp nổi tiếng, phát triển được hơn 300 hectare đất trồng tỏi. Dù là cây trồng chủ lực trên đảo, nhưng giá tỏi mỗi năm một thay đổi, nên cuộc sống của nông dân trồng tỏi bấp bênh. Khi mà mình làm ra sản phẩm có người tiêu dùng rất là mừng. Khi mà nghe được có các công ty mua bón vậy là làm rất vui phấn khởi, về tuyên quán quá cho bà con ở nhà nữa. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh tìm kiếm sự hợp tác sẽ là tiền đề duy trì và tạo cơ hội phát triển bền vững cho các sản phẩm ô cốp. Hợp tác với các vùng miền có các đặc sản nổi tiếng là chiến lược của công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan. Đơn vị này đã ký kết với đại diện hội nông dân trồng tỏi Lý Sơn nhằm đảm bảo nguồn cung ứng dài hạn. Việt Nam có rất là nhiều đặc sản, trong đó nổi tiếng đó là tỏi Lý Sơn. Chúng tôi sẽ phát triển sản phẩm này ra thị trường quốc tế để nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam ra thế giới. Nhiều vùng trong 7 vùng sinh thái của chúng ta có những cái đặc sản đấy được ký kết, được kết nối và mang ra thị trường thế giới, hội tụ kết tinh và tỏa sáng hơn nữa, và đặc biệt là cái thương hiệu cho các ngành hàng và cho quốc gia Việt Nam về nông sản. Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi, chế biến ra những sản phẩm có tính thương hiệu thì mới nâng cao được giá trị, tăng nguồn thu nhập để phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, các sản phẩm ô cốp thông qua chế biến, tiêu thụ trong nước và quốc tế.